Bhutang Bhagavantang Aphivademi Svakato Bhagavata Thammo Dhammasami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namasami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo cao thượng. Đức Thế Tôn là đấng toàn vô lượng từ bi, ngài đã tự mình đẻ được gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và phiền, ngài xứng đáng là thầy loạn. Con xin nghiêm tình đảnh lễ ơn đức pháp pháp chuyên các căn, chỉ những ai có được duyên làm theo chánh pháp và đời sau. Thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thường cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh nơi Tăng Bảo, người ấy dễ phước lành và nhất là thành tựu các duyên lành ba la mật và liễu ngộ được niết bàn, chấm dứt sự sanh tử luân hồi khổ đau. Phước báo do tán dương đức Tam Bảo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Thế Thích cùng tứ đại thiên vương, cha mẹ hiền tiền, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, chư dạ xoa lòng các càn thác bà, long vương, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân a tu la, diêm chúa, và nhất là kính chi phước lành này đến tất cả chư đạo hữu Phật tử ở gần ở xa đã cúng dường hộ độ chư tăng. Mong cho quý vị chứng đắc đạo quả đồng đều nhau cả thảy đồng thà giá. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học câu kệ số 108. Chúng ta biết cái câu kệ mà Đức Phật dạy ấy, ngài tóm tắt nó rất là khó. Chúng ta tưởng thì rất là dễ nhưng mà nó thật là khó, và khó thuyết nhất là những cái câu kệ mà nó chỉ ngắn gọn như vậy. Và chúng con cũng cố gắng hết sức có thể để đem đến những cái gì mà tốt đẹp nhất làm cho chúng ta phát khởi mà trực nhận được chánh pháp đời sống hàng ngày. Bây giờ chúng con xin đọc bài kệ này và trích nghĩa từ vựng. Bài kệ này thì có 4 câu là văn kinh chí dít thăm quá khú tăng qua lô kê thác chê thác buôn nhá bếch khô sắp băm bí tăng nát chát túc pha gáp mê tiết phi hoa xây vô. Và băng của ngài, ngài Thích Minh Châu ngài dịch là người mong mỏi những cái phước báo thì có thể cúng tế bất cứ cái vật cúng tế hoặc là cái vật tế lễ thì toàn bộ cái việc ấy nó cũng không đạt, không bằng một cái phần mà cái người đó được đảnh lễ các cái vị chánh trực là tốt hơn. Và ở đây thì cái câu kệ văn kinh chí dít thăng quá hú tăng qua lô kê sang quá chạ răng giá dê thác khu nát bích khu, là chúng ta biết là cái từ văn là cái từ giá, chúng ta biết rồi, đó là đại từ quan hệ. Và cái từ kinh chí thì nó thuộc về danh từ trung tánh, nó thuộc về đại từ trung tánh, nó chia theo đối cách và nó chỉ cho bất cứ điều gì, bất cứ điều gì.
Tiếp theo nữa thì cái từ díp thăng. Díp thăng thì cái căn của nó là căn trách, à căn rách, căn rách. Ừ. Ở đây thì nó chia theo danh động từ trung tâm, đối cách, là nó chỉ cho cái vật cúng tế. Cái vật cúng tế. Cái từ quá hay qua thì nó thuộc về liên từ, nó chỉ là hay là, hoặc là, hoặc là. À. Hay là, hoặc là. Hú tăng, căn của nó là căn hú cộng với tá. Ở đây thì nó cũng chia theo động từ trung tấm đối cách là vật tế lễ. Vật tế lễ. Thì chúng ta biết là vật tế lễ ở đây thì nó tùy theo quốc độ, tùy theo dân tộc, tùy theo cái vùng miền của các cái. Chúng ta biết rồi, lô cá tức là thế gian từ la đánh. Ở đây thì nó chia theo lô kê thì cách, cách số 7 là trong thế gian hay là trong đời đó. Ừ. Và tiếp theo là cái từ sanh quách trợ răng. Sanh quách trợ răng là sanh quách trợ rá, danh từ của nó là sanh quách trợ rá. Ở đây thì nó thuộc danh từ trung tánh và nó chia theo đối cách nên là nó thành sanh quách trợ răng là năm tháng. À, năm tháng. Năm tháng. Nó chỉ cho năm tháng. À. Và cái từ punya thì nó là cái hợp từ, cái nhóm từ nó có, nó thuộc năm tấm chia thì, tức là chỉ cho nguồn phước báo, cầu phước báo. Từ Pun là danh từ trung tâm, cái nghĩa của nó là phước báo. Còn Pách Khá Mana thì cái căn của nó là căn X và cái tiếp đầu ngữ của nó là Pá, cái đuôi của nó là Mana. Nên là ở đây nó chia theo hiện tại phân từ là việc mong cầu hay là cái việc tìm kiếm. Việc tìm kiếm. Tiếp theo nữa thì cái từ, cái câu là cái từ sắp băm pí. Sắp băm pí. Sắp băng, sắp băng, sắp bá. Sắp bá nó thuộc về tánh từ, nó thuộc về tính từ trung tánh. Và chia theo chủ cách. Sắp bá tức là tất cả toàn bộ hay là mọi thứ, tất cả toàn bộ hay là mọi thứ. Pí, sắp băm pí thì cái từ nó từ ghép đó, thì cái pí này nó liên từ thì nó nhấn mạnh lên để nó chỉ cho cái nghĩa của nó là ngay cả hay là cũng, ngay cả cũng. Và tiếp theo nữa thì cái từ ná thì chúng ta biết là nó chỉ cho cái nghĩa là không ha. Và cái từ chát tú phê tí, chát tú pha găng phê tí, pha găng. Thì chúng ta biết là ở đây cái từ chát tú cộng pha găng
ghép lại thì nó là cái danh. Còn pha gá, danh từ năm tánh là chỉ theo phần, phần. Và cháo tú pha gá thì đó gọi là 1/4. Thì chúng ta biết là á phí thì nó có cái nghĩa là tột đỉnh hay là bên trên, hay là vi diệu, nó có nhiều nghĩa lắm. Á phí hoa đá ná, á phí thì cái căn của nó là căn quan. Cộng với tâm đi theo chủ cách là cái việc đảnh lễ, việc đảnh lễ. Và cái từ út chú, gát tê xú, thì chúng ta biết cái từ út chú. Út chú gát tê xú. Gát tê xú thì cái căn của nó là căn găm cộng với tá. Nó thuộc về nhóm từ. Hai cái từ ghép là cái từ út chú cộng với từ gát tá. Gát tá. Và ở đây thì nó chia, nó chia theo định sở cách, nên là nó có là út chú gát tê xú thuộc về nhóm từ, và ở đây nó chia theo định sở cách số nhiều là chỉ cho các cái vị chánh trực, các cái vị chánh trực. Út chú, út chú nó thuộc về tính từ là thẳng. Gát tá tức là quá, đã đi đến, đã đi đến đó là toàn bộ cái từ chích nghĩa mà chúng con trình bày đến quý vị qua bài kệ này. Và ở đây Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch với thể năm kệ là: suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng 1/4 kính lễ bậc chánh trực. Kính lễ bậc chánh trực. Bài kệ này rất là hay, phải không? Chút nữa thì chúng ta sẽ đi vào một cái loạt bài kệ từ trước. Chúng ta thấy rằng những cái bài kệ mà Đức Phật từ trước Ngài nói là những cái tà kiến, rồi dần dần Ngài thấy, Ngài cho chúng ta biết những cái tà kiến ở những cái câu kệ trước nó nguy hại như thế nào. Mà khi mà cái người đó được gặp những cái bậc chánh trực, đảnh lễ, cúng dường, cái đó mới thực sự đem đến những cái phước lành cao thượng mà không có bị đọa lạc. Và cái kệ số 108 này có cái duyên sự như sau: bài kệ pháp cú này thì Thế Tôn thuyết khi mà Ngài ngự tại quê núi Quán Ná Trúc Lâm, và Ngài đề cập đến và một hôm thì trưởng lão cũng đến thăm cái vị này và hỏi: thầy Bà La Môn, thầy có làm những cái điều thiện chi không? Thì vị đó mới nói là: bạch ngài, có. Vậy thầy làm cái điều gì? Thì tôi đã làm nhiều cái việc bố thí hy sinh to tát theo truyền thuyết. Người ta dứt bỏ nhiều của cải để thực hành cái việc bố thí hy sinh. Này cũng đến ý kiến Đức Thế Tôn hiểu thế nào là những cái
lành, đích thực, nhưng mà tường trình hết mọi sự cho Ngài nghe. Thỉnh cầu tiên người bạn chúng ta thấy mặc dầu Ngài Xá Lợi Phất là bậc A-la-hán, nhưng mà cái cách Ngài hành xử rất đổi và vô cùng tế nhị. Chúng ta biết, chúng ta nghĩ là kia đó, thì chúng ta cái diệu pháp của nó luôn rất là xa luôn. Khi chúng ta này ở trên mây A-la-hán thì chúng ta thấy Ngài không có phân biệt chủng tộc tôn giáo gì cả. Cái người hiểu pháp đó không có bao giờ mà dính dáng gì tới tôn giáo cả, mà chỉ có pháp và lòng từ bi vô thượng mà thôi. Có nghe vậy thì Đức Thế Tôn bảo rằng: này Bà La Môn, cái việc thầy làm hàng năm bố thí trọng thể đến cái quần chúng trong thế gian, so với việc người phát tâm trong sạch có tác ý thiện muốn đảnh lễ những cái vị thinh văn của ta, thì một phần tư giá trị cũng chưa bằng được. Thuyết cái bài pháp và kết luận bằng cái bài kệ nào: răng kinh chí giết thanh chá hút thanh chá lô kê săn quá chắc răng giá chê tháp phù nhấp bách hoa đắc na cú chú gá đê xuất xây vô cúng dường suốt năm công đức chẳng được cao. Một phần tư được trích ra từ phước kính lễ các nhà chơn. Trước khi vào bài pháp này, bổn phận của chúng con và chúng tôi xin lại tiếp tục nhắc với quý vị rằng suốt ngày này rồi ngày khác, năm này qua năm khác, đời này qua đời khác, ngày nào còn vô minh thì cũng chỉ là cái thấy lại tiếp tục sanh khởi, cái nghe lại tiếp tục sanh khởi, cái ngửi lại tiếp tục sanh khởi, cái xúc chạm cứng mềm lại tiếp tục sanh khởi, những cảm thọ lạc thọ khổ, thọ phi lạc phi khổ lại tiếp tục sanh khởi, những cái hành tác ý thiện và bất thiện lại tiếp tục sanh khởi, những cái tưởng về những cái thứ này thứ kia lại tiếp tục sanh khởi, và cái thức lại tiếp tục sanh khởi. Chúng là một dòng sanh diệt bất tận, chỉ có danh và sắc. Vì các pháp hữu vi, chúng có một cái màn lớp, tức là cái tướng khi mà những cái thực tại chúng sanh diệt và chúng để lại một cái lý mít tá. Chính vì cái sắc này nó tồn tại tới 17 khoảnh khắc của tâm sanh và diệt, do vậy và dường như là tâm của chúng ta lúc nào cái bóng ảnh của mình nó cũng ẩn hiện ở trong tâm, và khi thấy nghe ngửi nếm đụng thì
Chúng ta luôn luôn có hai cái bóng ảnh nè, có con người nào đó và có tôi ở đó. Và chính cái chỗ này chúng thêu dệt lên mọi thứ tà kiến mà chúng ta đã bám chấp vào trong sanh tử. Chúng ta thực sự chưa có cái gì gọi là vợ chồng, con cái, cha mẹ cả. Chúng chỉ là một dòng sanh diệt của danh và sắc mà thôi. Vậy chúng ta phải cực kỳ tinh tế nghe diệu pháp. Chúng ta phải tách biệt được những cái khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc chạm, và của những cái mỗi một cái suy nghĩ, là nó suy nghĩ về một đối tượng và nó diệt đi, và nó lại tiếp tục suy nghĩ về một đối tượng khác, không bao giờ nó suy nghĩ về hai đối tượng. Khi một cái suy nghĩ, đây chúng ta tại sao nói vậy, thì chúng ta biết bậc chánh trực là gì, và các người con thù diệu của Ngài đã phá hủy được cái vô, cái tà kề năm quẩn được chúng là khổ vô thường, là đã đạt đến tham và đưa đến sự bất tử, đó là niết bàn tối thượng. Đừng bao giờ quên là khoảnh khắc hiện tại này chúng ta không hiểu được một chút nào, thì dầu chúng ta có đến với diệu pháp bao nhiêu năm, bao nhiêu ngàn năm đi chăng nữa, thì nó cũng vô ích thôi. Và chúng ta có học thuộc lòng kinh điển, nhưng mà thực sự trí tuệ nó không lớn lên được từ đây, thì rồi kinh điển sau cái kiếp sống này chúng ta cũng không mang được những cái chữ đó đi. Như vậy tâm nó chỉ tích lũy cái thiện và cái bất thiện và trí tuệ. Như vậy chúng ta hãy tích lũy trí tuệ là tối thượng nhất mà giáo pháp của Đức Phật mang lại. Và những cái khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm cứng mềm suy nghĩ này, chính vì chúng sanh diệt liên tục và có thiện và bất thiện, nếu không có những khoảnh khắc này thì không có thế giới của ma vương, không thế giới của dạ xoa, không có thế giới của xúc sanh, không có thế giới của loài người, không có giới của chư thiên và phạm thiên nào cả. Nhưng mà dường như chúng ta quên mất nó là thực hiện giờ, và chúng ta toàn ảo tưởng về một cái thế giới mà chúng ta đi tới trong tương lai. Cẩn trọng, không nghiên cứu kỹ lời Đức Phật dạy về năm uẩn và cái chấp thủ năm uẩn, thì giáo pháp của trước sau cũng sẽ bị tan hoại, thậm chí là trước 5.000 năm nữa.
là chúng ta hiểu pháp tự nhiên trong hàng ngày, và chúng ta học pháp thì dường như chúng ta đọc một vài bài kinh nhưng mà chúng ta muốn áp đặt một cái gì đó để mà muốn thực hiện cái ý đồ để giác ngộ trong giáo pháp của Đức Phật thì nó lại là một cái bệnh nuôi lớn cái ý niệm về ngã rất khó. Giáo pháp này thật sự bạn không thể áp đặt bất cứ cái gì được, ngoài là bạn phải nghe diệu pháp cần và nghiên cứu sự trình bày về từng cái ý nghĩa của các pháp rất là rõ ràng, thì chỉ có con đường đó, chỉ có học pháp đúng cái pháp học đó, pháp học để học về những cái gì nó có thật trong đời sống này, và từ đó do nghe đi nghe lại mà tác ý tác đi tác ý này, và từ đây nó tiệm cận và cái chánh niệm tỉnh giác này nó phát hiện dấu hiệu cái thấy là khác và cái đối tượng thấy được thấy là khác, và cái đối tượng thì không phải là cái thấy, và cái đối tượng cũng không, cái con đường tứ niệm xứ mới được thực sự mở ra. Nó rất là khó. Nó khó lại lên là rất ít có người có thể đạt được giác ngộ, mặc dầu có nhiều người người ta viết ra những cái cuốn sách mà chúng ta tưởng chừng như là bậc thánh vậy đó. Cái tưởng này nó ghê gớm lắm thưa quý vị. Rất là giống. Nhưng mà không có đâu. Chúng ta có đọc muôn ngàn cuốn sách đi chăng nữa, nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta không có nhận diện được các pháp ở trên sáu cái căn này, từ nơi trí tuệ của chính mình nó được sanh khởi từ nghe diệu pháp đó, thì không có ai ra khỏi sanh tử luân hồi được. Nên là Đức Phật đã nói cho chúng ta là chỉ có diệu pháp là thầy của mình thôi. Ngày nào mà chúng ta còn chạy, còn mê mải, còn tân bốc một ai đó thì chúng ta chưa hiểu được diệu pháp là gì. Mặc dầu chúng ta tán dương các ngài đều tốt cả đó, nhưng mà khi chúng ta hiểu được diệu pháp thì nó không phải như vậy. Nghe âm thanh mà chúng ta lạ thiệt là nghe âm thanh như vậy, nhưng mà cái tai nó không có nói được, nhưng mà cái miệng này nó nói được, thì chúng ta mới thấy được từng cái lỗ tâm, và nó hoàn toàn phụ thuộc vào các duyên của nó. Ngày mà chúng ta còn một ý niệm gì về ngã, về tôi, về bao nhiêu sông đổ biển hết, cao quý đến mức độ như nào, à, vô cùng can đảm và dũng mãnh.
Và Ngài chỉ luôn luôn đi trên cái con đường chánh pháp thôi. Những cái bài kệ trước thì chúng ta biết rồi. Chúng sanh thì tạo rất nhiều những cái ác nghiệp. Họ rất là sợ hãi cái chết. Và họ luôn luôn có một đời sau. Và chúng ta thấy tất người què quặt hay làm ác thì họ chỉ mong đời sau là rất là ác. Họ cũng không mong sanh vào những cái loài trâu, loài bò bao giờ cả, chứ đừng nói chi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Do vậy cái ý nó đã bám rễ thì những vui thúi bệnh tật chết chóc, và cái thân này cả 100 năm một lời chúng chưa biết cái gì là sang là hèn, chúng chưa biết được cái sắc màu đó xấu. Chút lời cả. Và tất cả những cái gì, những cái tham sân si bản ngã này nó chét lên cái thân phận này. Một cái đồ dơ bất tịnh, hàng ngày chúng ăn xác chết quanh năm, chưa kể chúng còn giết hại để ăn nữa. Và chúng không biết cái gì cả, nhưng mà một tiếng nói, cái âm thanh nào đến tai, hay một cái màu nào đến mắt, hay là một cái mùi nào đến miệng, không vừa ý chúng thì chúng sân hận, chúng phừng lên. Chúng nhào ra, chúng bám chặt lấy. Là khủng khiếp phải không? Khủng khiếp. Hàng ngày từ đầu tới chân toàn là những cái vật bất tịnh, mà đã là vật bất tịnh, chúng ăn nhiều bệnh hoạn, chúng mang nhiều cái nghiệp báo lặng lề từ nhiều cái kiếp quá khứ. Và chúng đầy hôi thối tanh tưởi và là cái vật đáng nhờm gớm. Nhưng mà chúng ta không có quán xét mà lại mong ước đời sau lại có thêm một cái thân nữa. Ông mới tụi này. Mà không biết đời sau đi về đâu. Họ sống rất là mơ mộng. Rất là mơ mộng. Để cho chúng ta thấy đến phước báo, đến đời sau sanh về chư thiên, phạm thiên thì chúng ta hoan hỷ.
làm với cái tâm mà trời ơi, nó thúc đẩy các cái cảm thọ tham, nó lên ào ào như vậy mà không ai để ý tới nó cả. Do vậy bậc chánh trực đã thấy rõ gì? Đã thấy rõ các pháp hữu vi là vô thường, là khổ, là vô ngã. Và các ngài đã tận diệt tất cả mọi tham ưu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Tâm của các ngài sáu căn hoàn toàn thanh tịnh. Và có cái gì bằng hơn thế phải không? Ừ. Không có gì bằng hơn thế cả. Chúng ta thì sao? À. Chúng ta làm bất cứ cái việc gì, dầu là cái việc phước chúng ta cho là tốt đẹp, chúng ta cũng thiên về thích và ghét hết á. Làm sao có sự chánh trực được? Thưa quý vị, không có sự chánh trực được. Nếu mà ngày nào chúng ta không hiểu pháp thì chúng ta nghĩ rằng người này chê cười tôi, người này sẽ thích thú tôi. Nhưng mà có ai đâu để chê cười thích thú bạn. Chỉ có cái tự ngã của bạn nó tự dựng lên vậy thôi. Các pháp nó luôn luôn sanh diệt, nó đi theo chiều hướng nhân duyên của nó. Bạn đừng nghĩ rằng ai đó quan tâm đến bạn, không có đâu, không bao giờ có đâu. Các pháp nó độc cư bởi duyên của nó. Chúng ta dường như sống trong mơ mộng, trong ảo ảnh, trong phù du, cứ nghĩ rằng cái người Phật tử đó sẽ thương tôi suốt đời, tôi sẽ được họ cúng dường. À. Giáo pháp vô cùng là tốt đẹp. Nhưng mà mấy đến để hưởng được cũng có, khó lắm, rất là khó. Hưởng được suối ngu là vô cùng khó. Ý niệm về ngã và vô minh, chúng bám đuổi. Khi chúng ta thức dậy là vô minh nó thức dậy, thầy trò nó thức dậy, tôi ta nó thức dậy mà có được bậc chánh trực thì chúng ta thấy mới tiệm cận, mới đó mà cúng dường, mới có niềm tin bằng cái kể cả chúng ta có. Để đạt được cái điều đó là nó khó lắm, không phải chuyện mà chúng ta nói không là đã là nói đúng pháp không là đã là khó rồi. Ừ. Có mấy khi chúng ta đảnh lễ chúng ta
làm phước. Chúng ta thử vừa xong một cái, chúng ta quay ngoắt cái mặt đi, chúng ta có bao giờ nghĩ cái tâm đó là tâm tham, tâm sân, tâm si, mình chào hỏi cho qua loa sau đó không? Nhiều và nhiều lắm đó. Chúng ta không chân thật với pháp hiện giờ, chúng ta lấy cái tư cách gì mà để hiểu lời Đức Phật dạy? Không có đâu, không bao giờ có chuyện đó. Pháp đó là thực hiện giờ, và nó sanh lên bởi cái duyên của nó như vậy, không ai ép buộc được nó cả. Khi nào nó có trí tuệ thực sự thì nó mới thật sự là chân thật đó. Còn không có trí tuệ, đừng có ai nói chân thật gì ở đây hết á. Do vậy mà tìm cái bậc, có được một cái bậc mà chánh trực, thì chúng ta biết ngoài giáo pháp, ngoài Đức Phật, Đức Phật độc giác, các chư thánh tăng, các chư tăng trong giáo pháp của Đức Phật, Thế Tôn, trong chánh pháp, và những cái người cư sĩ tại gia đã chứng quả, thì chúng ta không biết tìm đâu trên đời. Và ở đây ngài dạy là suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời. Thì chúng ta biết là chúng sanh thì luôn luôn mong ước cái sự bình an, cái sự hạnh phúc, cái phước báo. Chính vì cái mong cầu cái phước báo đó, đôi khi có những người rất là si mê, làm mà bất chấp, thậm chí họ nghĩ rằng cúng dường những cái con vật, cúng dường những cái nhà lầu xe hơi bằng giấy, bằng tiền bạc, hay là làm ông công ông táo, hàng ngày họ cúng những nải chuối, họ đốt nhang, họ cho những cái điếu thuốc vào miệng của ông đó, hút từ sáng đến chiều để viêm phổi chơi đó. Nghĩ rằng ở đâu xa đó, cái vị thần linh đó sẽ phù hộ cho mình. Thì chúng ta biết là chúng sanh thì luôn luôn rơi vào những cái tà kiến. Và rồi cho những cái người này người kia, họ cầu được phước báo. Thì chúng ta biết khi mà họ làm những cái việc cúng tế thần nào đó, rồi họ đem những dê, thóc, gạo, cơm, nước, rồi họ bày ra đó, họ cúng tế như vậy, họ không biết người đó là ai, họ chỉ cúng trong cái sự tưởng tượng, trong cái sự mê lầm, trong cái si ám đó. Thì thử hỏi suốt năm, sư cho là đây Đức Phật nói suốt năm là suốt ngàn năm, ngàn trăm năm, hàng triệu năm đó. Thì nó không có phước gì cả. Và còn một cái dạng nữa là họ cho ai đó một cái chút gì đó để cầu phước ở đời. Trước đó tâm của họ hoan hỷ,
thì cái nhưng mà nó ít hỏi thôi. Hỏi ở đây theo cái nghĩa gì? Vào đi sanh tử. Mặc dầu nó lớn nhưng mà nó không có bằng một kính lễ cái bậc. Sao vậy? Chánh trực là lục căn của các ngài và ngài thì vô lượng. Ngài đã luôn luôn mở tâm sẵn để đón chào cái người đó, nếu có cơ hội dầu là ngài vào đó những cái lời để mà ở tâm họ để những cái duyên lành. Và hơn nữa thì chúng ta biết rằng vị chánh trực ở đây chính là các vị đã đi trên cái con đường thánh đạo, thân khẩu ý đã chọn lành hoặc là đang chọn lành hay là đang hướng tới sự chọn lành, bậc phạm hạnh, bậc không có tị hiềm, không có hãm hại, bậc đầy lòng từ, không có cái gì cao quý bằng được diện kiến mà đảnh lễ các cái bậc trực hạnh đó cả, bậc chánh trực đó cả. Chúng ta thấy được rằng là bất cứ khi mà chúng ta đảnh lễ ai, chúng ta rất khó để đảnh lễ ai, đúng không? Rất khó, chúng ta rất khó kính lễ hay đảnh lễ ai lắm. Chúng ta cho hay bố thí cái gì đó thì rất là dễ, nhưng mà để chúng ta quỳ đầu xuống, chúng ta ngoan ở cái gốc cây to, chúng ta rất dễ làm cái công việc đó. Nhưng mà trước con người với con người, và nhất là người lớn tuổi mà một cái vị sư này nhỏ, mà để được cái người lớn tuổi, cái bậc chánh trực là cái gì? Sáu căn của các ngài khi người đó nhìn vào, và cái từ trường, cái ánh mắt, cái cử chỉ, cái hành động, cái sự toát ra từ tâm đó, nó ảnh hưởng tới cái người đó ngay lập tức. Và họ mới thấy rằng họ làm phước, họ cúng tế bao nhiêu năm như vậy mà họ không thấy được cái khoảnh khắc đó. Do vậy Đức Phật nói lên cho chúng ta biết là suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Kính lễ bậc chánh trực không những chúng ta đạt được rất nhiều những phước báo mà chúng ta còn đạt được đức hạnh và đạt được trí tuệ, được nghe
những cái lời vàng ngọc lòng, những cái sự lầm lạc. Phần do vậy, thời đại nào cũng vậy, chỉ có tăng, đệ tử, các cư sĩ tại gia với Đức Phật giáo pháp của Đức Thế Tôn mới là tối thượng mà thôi. Không thể khác hơn được, thưa quý vị, khác hơn được. Và tất cả tốt đẹp mà nói những cái lời chân thật, ai đó có thể thay đổi được cái điều đó? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Người nào nghĩ rằng vào trong giáo pháp này tự xưng tôi bỏ kinh điển, tôi thuyết pháp theo cái ý hiểu biết của tôi, của riêng tôi, cá nhân tôi, thì đó là một sai lầm. Chúng ta không bắt đầu nghe từ lời giáo pháp của Đức Phật dạy, chúng ta không có cái gì để mà sanh lên trí tuệ cả, thực chứng cả. Mà chúng ta và qua bài pháp này đến giờ cũng hết giờ, và con xin đúc kết lại. Thì bài pháp này cái ý nghĩa thì đã được giảng, và Đức Phật dạy rằng những cái việc làm phước ở đời, cầu phước ở đời thì làm đúng pháp với thiện lành thì đó cũng đem đến những cái phước báo. Nhưng mà nó không có thù diệu, không có thù thắng bằng một phần tư, mà được gần gũi, được kính lễ các bậc chánh trực, tức là kính lễ chư tăng, các ngài, và kính lễ Đức Phật giáo pháp của ngài. Thì cái sự kính lễ như vậy thì nó mang đến rất nhiều những phước báo thù diệu. Đó là không những được phước báo mà được cả những cái đức hạnh và trí tuệ, và thậm chí nó là một cái duyên lành để được nghe cái chánh pháp từ cái kim ngôn của các bậc chánh trực đó, mà người đó có thể liễu ngộ được giáo pháp ngay khi mà cái người đó vừa kính lễ xong và được ngài ban bố cho những cái thời pháp, người đó có thể liễu ngộ được niết bàn ngay tại đó. Do vậy mà cái bài pháp này con xin dừng ở đây. Phước báo phát sanh nơi bậc hữu ân cha mẹ hiện tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương càn thất bà xúc sanh ngạ quỷ phi nhân, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hoan đời sống của mình. Và phước báo này con nguyện là nhân là duyên thành tựu ba la mật.
chứng đắc đạo quả. Mong cho cái duyên lành này của quý vị và sa thú cũng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài pháp cú ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và con kính thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn trưa cho trọn vẹn phước báo vì thượng tọa minh hạnh đã rời gum, và con kính dâng bích đến sư. Phước báo ngày xưa chi phước đến cô Lâm, bây giờ chi phước đến ngài chánh minh của sư, mong cho ngài được khỏe mạnh, cô Lâm khỏe mạnh và tất cả. Tất cả phước báo hằng có đến người, thi ngộ chỉ đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai của giáo pháp, do oai đức của chư tăng hành lợi thường thường đến người, xin cho quả có tính thành tam bảo, cho được thành tụ mỹ mãn, cho được thành tụ mỹ mãn, cho được thành. Và sa thú còn kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn, và chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Viên Thông cùng chư tôn đức đã vào luân chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ta hen ta tham ma da ni na pa wan tu bu chi ta ya bit ka vo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka ga ma cha ni sa ga ma cha i ra pa na pu ta su pi ta pa wan tu te cha na bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se na cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa ra tăng pa ti cha te sắp đề pi đục kha sa kha ro hu ca yang tha tuong sa tăng tham mô tham ma tha ra cha pu ya na sang pô hô Phu sa mắc vô sâm ba phu ni ya ma tham ma ri ya ba vê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã huân tập qua vấn nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào vấn học pháp. Kính chào tạm biệt, nghe pháp xin xuống nước.
Thank you.